Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây phi lao nha, một cây phi lao. Cây này cũng bán thành phẩm nha. Cây này có mã số là 186. 186. Hoành gốc đo được là 48. Cái hoành ở đây đo được là 33. Cây cao lên đến đến ngọn là 100, cao lên đến đây luôn là 100 nha. Rồi đang nằm cái bầu đất. Bầu ươm nha, bầu ươm là 62. Cây này đế ok luôn nha. Cây này đế đẹp luôn. Cây này đế trải đẹp. Đó, cây này nguyên một cái bầu luôn rồi. Đó, cái này là ở trong chậu mình rút ra nha. Đó, tay cành ok luôn. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 4 triệu bao ship nha. 4 triệu bao ship. Đó, cái này về nuôi thêm nữa là ok luôn. Phôi đẹp luôn nha. Mã số là 186, là một phôi phi lao. Sống khỏe nha. Cây này bán thành phẩm rồi. 4 triệu bao ship. Phôi rất là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Tay cành ok luôn, tay cành form thiên nhiên ok luôn nha. Một tám sáu, 4 triệu bao ship nha. Rồi nhà vừa xin qua cái này luôn nha.